Xin chào các bạn đến với kênh Trung Tính TV. Hôm nay Trung Tính TV xin mời các bạn làm món cà xào thịt bằm nha các bạn. Món này rất là lạ miệng, mình ăn rất là ngon nha các bạn. Thì cà thì mình xắt khúc như thế này nha các bạn. Trước khi các bạn xắt cà thì các bạn chuẩn bị cho mình một thao muối nha. Thao nước muối đó là các bạn. Nước lọc thì mình cho nước muối vào các bạn. Để sau khi mình xắt cà các bạn, mình sẽ ngâm vào đó các bạn. Các bạn xắt ra làm tư nha. Các bạn xắt ra làm tư nha các bạn. Mình ngâm muối để cho cà ăn nó đỡ hăng lại bớt nha các bạn. Các bạn vào xem video thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Và các bạn xem thấy video này hay và thú vị, các bạn hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Để cho mọi người đều biết món này các bạn, món này ăn rất là ngon nha các bạn ơi. Món cà xào thịt bằm này nè. Đây các bạn, sau khi mình ngâm nước muối tầm khoảng 3 đến 4 phút các bạn, rồi mình sẽ dắt cho khô nước nha các bạn. Để cho nó đựng ra cái chất hăng đó các bạn, mình dắt cho nó ra cái nước hăng hết các bạn. Đây các bạn, dắt cho nó vừa khô khô vậy đó. Đây các bạn, đây là số cà mình đã dắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ đi xào thôi các bạn, mời các bạn cùng mình nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ bắt chảo nóng và mình sẽ cho dầu vô mình xào thịt bằm trước nha các bạn. Đây các bạn, đây là tỏi với ớt với gốc hành với củ hành tím mình đã sắc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào mình xào cho thơm trước nha các bạn. Thơm quá trời thơm luôn các bạn ơi. Các bạn vào xem video các bạn nhớ đấm like và đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh nha các bạn. Để mình sớm có động lực ra những video mới hay hơn và hấp dẫn hơn nha các bạn ơi. Sau khi tỏi và củ hành đã thơm các bạn, bây giờ mình sẽ cho thịt bằm vào trước cho các bạn. Mình xào cho đều nha các bạn, để thịt bằm nó dính cục với nhau nha các bạn. Tiếp theo là bắt đầu mình sẽ nêm nếm nha các bạn, mình cho hạt nêm vào nha các bạn. Tiếp theo là bột ngọt nha các bạn. Tiếp theo là đường nha các bạn. Tiếp theo là nước tương nha các bạn. Thì cái phần nêm nếm này thì các bạn tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Mỗi người ăn mặn lạc đều khác nhau nha các bạn. Cho ít dầu hào vào nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ xào cho đều nha các bạn. Để cho thịt thấm gia vị nha các bạn. Thì phần nêm nếm thì mình hướng dẫn cho các bạn nêm những cái thứ gia vị đó, còn mà mặn hay lạc thì tùy theo cảm giác và khẩu vị của mỗi người, nên các bạn cứ nêm theo khẩu vị và cảm giác của các bạn nha. Rất là thơm luôn các bạn ơi, ngon quá trời ngon luôn rồi, nghe là đã thèm rồi đó các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ cho cà vào xào chung với thịt bằm luôn nha các bạn. Mình xào cho đều nha các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Nhìn quá trời ngon luôn các bạn ơi. Quá trời ngon và hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đã khá là ngon luôn các bạn, nên làm thử món này ăn nha các bạn. Cho gia đình cũng thưởng thức luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho một tí hành lá vào nha các bạn. Xào, tiếp tục xào nữa các bạn ơi.
Các bạn nào mà thích ăn dừa chín tới thì mình cứ để dừa chín tới nha. Còn các bạn nào mà thích ăn gục gục một tí nữa thì mình xào cho gục nha các bạn. Rất là ngon các bạn ơi. Kế tiếp là mình sẽ cho ít tiêu vào nha các bạn. Dừa cho nó thơm các bạn. Wow, có tiêu vào một cái nhìn khá là hấp dẫn, ngon. Thơm lắm nha các bạn. Thì bây giờ đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ các bạn mình tắt lửa nha các bạn. Đây các bạn, rất là ngon luôn các bạn. Thịt bằm, cái màu rất là đẹp nha các bạn. Hành nữa nè, tiêu nữa nè. Ồ, rất là thơm và ngon luôn các bạn ơi. Các bạn vào xem video thì hãy nhớ đăng ký và like để ủng hộ cơm nha các bạn. Mình rất cảm ơn được sự ủng hộ của các bạn trên mọi miền đất nước nha. Rồi sau đây mình xin kết thúc clip nha các bạn. Mình chúc các bạn có một ngày thật là thành công nha. Và chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Thì sau đây mình xin chào tạm biệt các bạn nha.